Tiểu thuyết Tầm Quất Tác giả Tất Phi Vũ Nhà xuất bản Công an Nhân dân Chương 13 Chương Tống Kỳ Người ngoài hoặc người mới đến thường có cảm giác Sa Phục Minh là ông chủ duy nhất của trung tâm Tầm Quất này thực tế thì không phải ở đây có hai ông chủ nếu nói một phải là trương tống kỳ không phải sa phục minh về tính cách cách thức xử lý công việc so với phục minh một người biết ăn biết nói thì trương tống kỳ đích thực là một người mù cái cảm giác mù của anh rất nặng năm tống kỳ tròn một tuổi vì sự cố trong khi chữa bệnh anh bị mất đôi mắt về hình thức mà nói, anh là người mù sao? Nhưng trong trí nhớ của người mù trưởng thành, có thể coi anh là người mù bẩm sinh. Cho dù có đôi mắt đấy, nhưng Tống Kỳ không những khó thay đổi đặc trưng trước đấy, mà hình như anh cố phóng to nó lên, sống co lại một trái tim rất sâu. Cách sống co lại của Tống Kỳ hình như đi đến chỗ cực đoan, tự khép kín hầu như không nói năng gì. Có thể nói thế này, Tống Kỳ không nói đùa bao giờ, một khi nói tất yếu phải là điều gì đó. Nếu một câu nói không thay đổi hoặc quyết định một kết quả nào đó, anh sẽ không nói. Phục Minh là ông chủ, anh gần như không làm việc. Công việc thường ngày của anh ở trung tâm tầm quất là quản lý, đến chỗ này, xem xét chỗ kia khách nhìn biết ngay anh là người quản lý. Tống Kỳ lại không như thế, anh cũng là ông chủ nhưng cứ ngồi làm việc trong phòng tẩm quất. Như vậy, thu nhập của Tống Kỳ có hai phần. Một phần là lợi tức hàng năm của trung tâm bằng phục minh. Một phần khác là mỗi giờ làm việc được 15 đồng, nhiều tương đương với vương. Tống Kỳ không quen ngồi dỗi cho dù lúc nghỉ ngơi anh cũng phải làm một việc gì đó ví dụ đọc sách anh thích nhất cuốn hồng lâu mộng trong hồng lâu mộng anh thích nhất hai nhân vật thứ nhất là lâm đại ngọc đừng xem đại ngọc có đôi mày uốn cong đôi mắt long lanh tình cảm thật ra đấy là cô gái mù băng tuyết không thông minh nhưng không trông thấy gì ngay cả số phận của mình cũng không trông thấy thật đáng thương một người khác mà tống kỳ thích đó là kiệt đại đấy là con người thô thiển trong bụng không có nổi một chữ nhưng gì cũng biết cho dù ở phủ vinh quốc hay ở phủ ninh quốc nhân vật này có thể thấy rõ tất cả ông ta có thể trông thấy dấu chân nơi bậc cửa của con dâu. Phong cách làm việc của Phục Minh tỏ ra khoa trương, ẩm ý. Anh rất thích phong cách ông chủ, thích tỏ vẻ ông chủ, anh là ông chủ. Tống Kỳ trao tất cả những thứ đó cho anh. Phục Minh thích thế này, Tống Kỳ thích thế kia. Tốt thôi. Trong bóng tối, một người là Chu Du, một người là Hoàng Cai, cả hai rất hợp nhau tống kỳ không thích phô trương như phục minh anh rất thực tế anh coi trọng lợi ích cụ thể không bao giờ vì cái hư danh ông chủ mà anh hoang phí đôi bàn tay của mình anh chỉ là một người làm công chỉ mỗi khi đến trước mặt phục minh anh mới làm ông chủ theo ý nghĩa đó anh là ông chủ của ông chủ tống kỳ không ngang ngược hạch sách nhưng trong hầu hết tình huống phục minh làm chủ vậy còn một phần nhỏ tống kỳ có thể phát biểu cách nhìn nhận của cá nhân chứ hơn nữa hai người là bạn của nhau cái khẽ lời của tống kỳ lại tỏ ra có sức mạnh nhưng việc lớn anh không hồ đồ một chút nào còn một chuyện nữa tống kỳ rất nắm vững vì anh không trực tiếp quản lý hầu như không mất lòng ai bao giờ. Đấy là mỗi khi biểu quyết dân chủ. Ý kiến của anh luôn luôn là chủ đạo. Quyền lực lớn không bị đánh mất, lại được lĩnh hai lương. Tuyệt vời, Tống Kỳ không trông mong gì, chỉ mong trung tâm tầm quất, ổn định, tồn tại được là đủ. Bỗng có vấn đề, trung tâm tầm quất, không ổn định. Bữa trưa, chị kim đưa một nồi canh đến khu nghỉ ngơi chị kim thường sắp xếp thứ tự công việc của mình như sau thứ nhất đưa canh đến sau đấy đưa cơm trung tâm tẩm quất sử dụng một loại hộp cơm thống nhất chị kim chia sẵn cơm ở nhà cơm và thức ăn chung một hộp rồi chuyển đến trung tâm làm như vậy cho tiện mỗi người một hộp chị kim vừa phát cơm vừa gọi to. Cơm cơm, hôm nay có món thịt dê. Tống Kỳ biết có món thịt dê, vì chị Kim vừa đưa cơm đến cửa, thì anh đã ngửi thấy mùi gây gây của thịt dê. Tống Kỳ thích thịt dê, thích mùi gây của nó. Nói đến chuyện thịt dê, rất nhiều người khoe quê mình. Quê mình có gì tốt đẹp? Thịt dê không gây, chuyện bốc phét không gây có thể gọi là thịt dê không không gây thì không đáng được treo đầu dê bán thịt chó hay sao nhưng tống kỳ vẫn thích được ăn thịt dê không dễ nguyên nhân rất đơn giản trung tâm tẩm quất có quy định riêng nhà ở và bữa ăn do chủ bao toàn bộ chủ muốn ăn nhiều cái miệng của người làm công phải gánh chịu nhiều ông chủ và người làm công cùng ăn bóp mồm bóp miệng người làm công cũng tức là bóp mồm bóp miệng mình không dễ gì họ được ăn miếng thịt dê tống kỳ đón hộp cơm trong tay chị kim mở ra tận hưởng mùi thịt món ngon phải như vậy không thể ăn ngay phải ngửi ngửi xong anh mới từ từ đưa vào miệng hợp khẩu vị là gì chính là như thế khẩu vị càng ngon càng hợp càng hợp khẩu vị càng ngon không có bất cứ triệu chứng nào cao duy bỗng đứng lên cô đặt hộp cơm lên mặt bàn kịch một tiếng cao duy nói đợi đã mọi người đừng ăn vội tôi có lời muốn nói giọng nói của cô tỏ ra không thân thiện tống kỳ không biết đã xảy ra chuyện gì anh gắp miếng thịt nghiêng đầu chờ đợi cao duy nói hộp cơm của tôi có ba miếng thịt lợi mày đếm xem của mày mấy miếng chuyện thật bất ngờ đỗ lợi chưa kịp phản ứng thì cao duy giật lấy hộp cơm của đỗ lợi mở ra đặt lên mặt bàn lợi mọi người không trông thấy mày thấy mày đếm đi đếm cho mọi người biết đỗ lợi trông thấy cô trông thấy hai hộp cơm một của mình một của cao duy hộp cơm của cô thịt nhiều vô kể cô đâu dám nói gì cao duy nói mày không đếm để tao đếm bỗng đỗ lợi lên tiếng tao đâu có chia cơm việc gì đến tao tao chưa đụng đũa đếm cái quái gì cao duy nói cũng được không liên quan đến mày coi như việc này không liên quan đến mày mày đợi đấy cao duy đưa hộp cơm của đỗ lợi đến trước mặt chị kim nói chị kim cái lợi nói nó không liên quan cơm và thức ăn do chị chia đúng không chị đếm xem chị kim làm chuyện này không phải mới một vài lần chị kim có chỗ dựa nên không sợ người mù không trông thấy gì cứ coi như người sáng mắt liệu ai đi đếm từng miếng thịt liệu ai làm như thế nhưng cao duy sáng mắt cô ta có thể làm chợt chắn chị kim lấm tấm mồ hôi cao duy nói chị không đếm được để em đếm cao duy đếm thật cô đếm rất chậm để mỗi con số rót vào tai từng người mù một cách rõ ràng. Cả khu nghỉ ngơi lặng như chết. Khi Cao Duy đếm đến 12, trong đám người có tiếng động. Đó là tiếng động bất bình, đó là tiếng động coi khinh, có thể là tiếng động bực tức. Nhưng chưa hết, Cao Duy vẫn đếm. Đếm đến 15, Cao Duy tỏ ra có khả năng nắm vững sự việc. Cô không nói tất cả 15 miếng, chỉ nói khỏi phải đếm nữa chứ. Cô dừng đúng lúc đã để lại cho mỗi người một không gian tưởng tượng rộng lớn. "Chị Kim, tiền mua thịt không phải của chị, của trung tâm chứ?" Cao Duy đưa chảo hộp cơm về cho đỗ lợi nói, "Người làm việc trời nhòm ngó, lợi mày đến kiểm tra xem Tao có nói dối không? Đỗ Lợi ngượng quá hóa giận. Một người lúc ngượng quá hóa giận, không thể suy xét đến hậu quả. Đỗ Lợi đưa cánh tay ra đổ hộp cơm. Mưa trong khu nghỉ ngơi, mưa cơm, mưa thịt dê, Đỗ Lợi gào to, có liên quan gì đến tao đâu? Không thể nói thế. Cao Duy nói Mày chối sạch thì chị Kim có còn là người nữa không? Chị Kim không nuôi chó chứ? Tại sao tôi không cho chó ăn? Bỗng chị Kim nổi cáu. Tôi nuôi chó đấy. Chị Kim khó có được câu nói thật. Cao Suy nói, làm mất thì giờ của mọi người. Ăn cơm thôi, chúng ta ăn cơm thôi. Phục Minh cứ gầy gầy những miếng thịt đếm số thịt trong bát anh không muốn làm như vậy anh xem thường cách làm ấy nhưng anh không nén nổi làm một ông chủ thống kê thịt trong hộp cơm thật không đẹp mặt tí nào lúc này phục minh quan tâm không phải là đỗ lợi mà là một người khác trương tống kỳ nói một cách chính xác là hộp cơm của tống kỳ tất nhiên anh không thể đếm thịt trong hộp cơm của Tống Kỳ, nhưng kết luận rất xấu, rất xấu. Anh đoán chắc đấy là con số rất lớn. Phục Minh thừa nhận, Cao Duy là con người nhỏ nhen, cô làm như vậy thật đáng xấu hổ. Nhưng Phục Minh không thể kiềm chế cơn tức giận của mình. Anh bưng hộp cơm bỏ đi, kéo cánh cửa phòng trị liệu, anh đặt hộp cơm xuống, nằm ra giường có là gì làm cái trò gì đáng gì mấy miếng thịt nhưng tại sao có người làm như thế tại sao có người cho phép làm như thế đổ thối tha thối tha trung tâm tẩm quất thối tha tống kỳ ngồi yên anh đang ăn anh không thể ăn trong những lúc như vậy hình như ăn là việc duy nhất anh có thể làm Chị Kim là người anh tuyển vào làm. Chuyện ấy thì ai trong trung tâm tẩm quất cũng biết. Chị Kim còn dính một chút họ hàng, không thể gọi là thân, nhưng cũng là họ xa. Chuyện này thì ai trong trung tâm tẩm quất cũng biết. Lúc này Tống Kỳ có đủ một nghìn lý do để tin Cao Suy đụng độ với đỗ lợi. Nhưng liệu có ai chú ý đến đỗ lợi đằng sau cao duy là ai là ai chỉ đạo nghĩ như vậy bất chợt cổ tống kỳ nổi da gà anh nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề bắt đầu từ lúc nào tại sao mình cứ như người trong bọc kín không biết gì may mà anh còn là một gã giang hồ sự việc ồn ào đến mức này rồi phải giải quyết nhưng lần này chị kim đã gây tức giận cho mọi người rõ ràng không thể dựa vào dân chủ chị kim là người tống kỳ đưa vào làm đỗ lợi là do chị kim đưa đến theo cách nói thông thường chị kim và đỗ lợi đều là người của tống kỳ việc này chỉ có thể do anh giải quyết lẽ thường là như vậy tống kỳ bắt đầu nhai như điên nghĩ đi nghĩ lại tống kỳ cũng phải tàn bạo một chút cần phải giải quyết anh quyết định phải tống cổ cao duy ra khỏi trung tâm không thể để cô ta lại để con người này lại trung tâm tẩm quất sẽ không yên ổn chị kim thì không thể đi đâu bất luận chị làm việc gì cũng phải giữ lại giữ chị kim phải giữ cả đỗ lợi nếu không chị kim sẽ không làm tống kỳ liếm môi lại liếm môi nuốt nước bọt anh biết sự việc thật khó việc khó giải quyết có cách khó đấy là kéo dài kéo dài đến độ nhất định việc khó đến mức nào cũng dễ giải quyết tống kỳ lặng lẽ không nói gì anh quyết định kéo dài sự việc anh đứng dậy lặng lẽ cầm cuốn hồng lâu mộng một mình ra khỏi phòng tầm quất vào lúc khó khăn phải đọc một chút liệu còn gì hơn thế tại sao chị kim không thể đi chuyện này nói ra dài lắm tống kỳ sợ nhất một điều đấy là người chỉ cần là người tống kỳ đều sợ cái sợ ấy bắt đầu mọc rễ trong tim anh từ lúc 5 tuổi. Năm ấy, cha của anh lấy vợ lần thứ hai. Tống Kỳ không hay biết tiến trình của sự việc. Anh chỉ biết một điều, cha anh là cai thầu xây dựng, đưa về một cô gái toàn thân thơm nức mùi nước hoa. Người mẹ không thơm của anh đã ra đi. Người mẹ thơm đến, Tống Kỳ 5 tuổi không cho rằng chị kia thơm trong bụng anh gọi đấy là mẹ thối mẹ thối đáng chết về đêm chị ta thường bị cha đánh trước đây cha không bao giờ đánh mẹ không thơm mẹ thối bị cha đánh kêu khóc ầm ĩ tiếng kêu khóc nghe thật thảm thương nhưng lại liên tiếp hết đợt này đến đợt khác tống kỳ tai nghe mà hời lòng hời dạ nhưng sự việc thật kỳ quái bố đánh như vậy nhưng chị ta vẫn rất khách khí với chồng sáng hôm sau lại dịu dàng xoa đầu tống kỳ người đàn bà này thật hèn tống kỳ không cần cái vuốt ve của người đàn bà hèn chỉ cần mùi thơm đến gần tống kỳ liền quay mặt đi mọi mùi thơm ở đời này đều thối cho đến ngày em gái của tống kỳ ra đời thì sự việc mới thay đổi về căn bản em gái tống kỳ ra đời trên người mẹ thối mới không còn mùi thơm đêm khuya cha không còn đánh mẹ thối nữa thậm chí cha rất ít khi về nhà cha ít khi về nhà nhưng lại mời một cô gái khác đến cô gái này thường hay nấu cơm cho tống kỳ và mẹ thối ăn tống kỳ cũng không thích người phụ nữ này chị ta hay thì thầm với mẹ thối chị ta nhỏ to thì thì thầm thầm chị ta hay đưa chuyện chị ta mắc với mẹ thối rằng tống kỳ nói mẹ thối là mẹ thối sau khi hai người đàn bà thì thầm với nhau mẹ thối lần đầu tiên đánh thẳng danh mù chị ta không đánh chị ta không cấu mà bẻ cánh tay nhỏ bé của thằng danh mù ra sau lưng sau đấy quặt ngược lên tống kỳ đau tống kỳ không kêu tống kỳ biết mưu kế của người đàn bà này bà ta muốn mình khóc như bà ta tống kỳ quyết không để mình kêu la bi thảm mẹ thối kêu la khiến trong lòng tống kỳ Nở hoa tống kỳ quyết không để lòng bà ta nở hoa tống kỳ quyết không để tiếng câu la của mình vang đến tai bà ta tống kỳ rất đau nhưng không kêu tống kỳ là cục xương đau đớn là miếng thịt đau đớn cuối cùng thì mẹ thối cũng mệt chị ta buông miếng thịt đau chị ta buông cục xương đau ra chị ta thất bại Tống Kỳ nhớ, mình cảm thấy hạnh phúc, một người thoát khỏi cái đau cảm thấy nhẹ nhàng, biết chừng nào hoàn toàn có thể xứng đáng với hạnh phúc. Tống Kỳ cười, chờ cha về, cha về, Tống Kỳ sẽ nói với cha về chuyện vừa rồi, đổ thêm dầu, thêm giận dữ. Mụ hãy chờ đấy, đêm nay sẽ kêu oai oái. Mẹ thối dự đoán được tình hình chị ta biết tâm tư Tống Kỳ. Ma Tống Kỳ cảm nhận được hơi nóng từ miệng mẹ thối. Chị ta áp miệng vào bên tai Tống Kỳ, khẽ nói: "Thằng danh mù, mày nói linh tinh, tao sẽ giết mày, mày tin không?" Tống Kỳ rất nhạy bén, cơ thể chợt bừng sáng. Bốp một cái, trong ký ức Tống Kỳ, cuộc đời cậu đã một lần trông thấy đấy là bên trong con người cậu cơ thể tống kỳ trống rỗng thuốc độc sẽ làm cho người tống kỳ tỏa ánh sáng đen sau đấy trở lại bình thường tống kỳ sau khi lóe sáng rồi vụt tắt bỗng lớn lên tống kỳ thành người lớn mẹ thối có thể đầu độc cậu cậu tin rằng người đàn bà chuyên thổi cơm cho cậu cũng sẽ đầu độc cậu cậu tin như thế tống kỳ không nói chuyện với người đàn bà thổi cơm nói chuyện rất không an toàn ở nơi kín đáo ở nơi rất xa cũng không nói một câu nói ra nhất định sẽ thông qua miệng người khác chuyển đến một nơi rất xa nói phải cẩn thận ăn lại càng phải cẩn thận bất cứ thuốc độc nào cũng bị ăn vào miệng để đề phòng có hiệu quả, Tống Kỳ ra sức nghe ngóng. Thính lực của cậu càng ngày càng quỷ quái, đầy ma lực. Tai Tống Kỳ là một cái tai nhưng khả năng của nó vượt xa cái tai. Chúng hình ống đối xứng như cánh tay duỗi thẳng, điên cuồng nghe ngóng bốn phương. Tai của cậu thính đến độ kỳ lạ, có thể to, có thể nhỏ, có thể dài, có thể ngắn, mặc sức rủi rong, mặc sức chỉnh sửa, bất cứ lúc nào. Không có chỗ nào không vào, không có gì không thể. Nó có thể phán đoán chính xác bất cứ động tĩnh nào trong nhà bếp và trên mặt bàn ăn. Tiếng nổi cháo, tiếng mâm bát, tiếng môi thìa, tiếng đũa bát va chạm nhau, tiếng chai lọ, tiếng đậy nắp, tiếng đóng mở nút chai, tiếng gạo tiếng mì chỉ có thính lực thôi chưa đủ cậu còn biết phân biệt chính xác cậu vừa có thể xác định tính chỉnh thể của nổi cơm mà còn có thể phân biệt được sự khác nhau của những cái bát tất nhiên về hành vi phải cẩn thận hơn bất luận là thứ gì trước hết phải xác định người khác ăn được vào miệng nuốt vào bụng cậu mới ăn cuộc sống của cậu chỉ có một việc ấy là đề phòng cái chết không thể bị đầu độc chết ngay trong nhà cậu sống chỉ có thể nói lên một vấn đề hai người đàn bà kia không thể đạt được mục đích nhưng họ cũng sống tức là họ lúc nào cũng có thể có cơ hội thực hiện thử thách hàng ngày cậu cố không ăn không uống nhưng ba bữa cơm phải ăn đầu tiên là bữa sáng tiếp theo là bữa trưa cuối cùng là bữa tối sau bữa cơm tối tống kỳ được giải phóng cái thân xác và tâm trí căng thẳng suốt ngày được thư giãn tống kỳ được an toàn triệt để đối với tống kỳ cuộc sống gia đình không còn là cuộc sống gia đình mà là phòng độc cơ quan phòng độc mọc trên người tống kỳ cậu lớn lên cái cơ quan kia cũng lớn lên cậu trưởng thành cái cơ quan kia cũng trưởng thành tống kỳ có cảm giác nó cùng lớn lên quá căng thẳng làm cho tim cậu tiết ra độc tố thật ra bản thân cậu cũng đã có độc tố trong xương cốt da thịt và máu của cậu đều có độc tố đấy là việc tốt trước tiên cậu phải trở thành người có độc tố sau đấy lấy độc phòng độc lấy độc trị độc thức ăn và nước uống nói gọn lại trước tất cả những gì có thể bị ngộ độc tống kỳ phải tin chắc phải có thần kinh vững chắc như thép dây thần kinh của cậu to như cái cổ hoặc bắp đùi thậm chí như vòng bụng tống kỳ tin rằng cậu có cả ngàn cách chết nhưng không bị chết vì trúng độc. Tống Kỳ gặp tình yêu trong thời gian làm công ở Thượng Hải. Câu chuyện tình yêu của Tống Kỳ thật phức tạp. Nói một cách đơn giản, Tống Kỳ phải trải qua trăm đắng ngàn cay, cướp người yêu trên tay người khác. Như vậy, không những Tống Kỳ yêu mà còn là giành thắng lợi, có cảm giác anh như được mở mày, mở mặt. Tống Kỳ yêu người mình yêu, gấp trăm lần, tình yêu của họ phát triển cực nhanh. Ôi, cái gọi là cực nhanh, chỉ là đi xạo, nắm tay, ôm, hôn, làm tình. Tình yêu có thể làm gì khác, chỉ có vậy. Chỉ sau hai lần gặp mặt, Tống Kỳ và người yêu đã hôn nhau. Bạn gái của anh hôn anh trước Cặp môi hai người vừa tiếp xúc, Tống Kỳ ngơ ngác, rời ngay ra. Bạn gái nắm tay anh một lúc lâu mới nói chuyện, kìm nén hồi lâu, bạn gái của anh bật khóc. Cô ta nói, cô đã từng hôn người khác, nhưng chỉ một lần, tuyệt đối một lần. Cô thể như vậy. Tống Kỳ đưa tay lên bịt miệng cô, nói, anh yêu em không tính đến chuyện ấy đúng không đúng vậy anh xin thề bạn gái của anh không cho anh thề cặp môi nóng bỏng của cô một lần nữa bịt chặt cặp môi tống kỳ cái đầu lưỡi nghịch ngợm của cô lùa vào miệng tống kỳ đầu tiên là tách rời cặp môi của anh sau đấy tách đôi hai hàm răng của anh tống kỳ nghiến chặt răng đầu lưỡi người yêu vĩnh viễn là một lời thần chú vừng ơi mở cửa ra vừng ơi mở cửa ra vừng ơi mở cửa ra hai hàm răng tống kỳ nhượng bộ đầu lưỡi bạn gái không cần suy tính cứ thế đi thẳng vào miệng anh trời đất ơi đầu lưỡi cuối cùng đã gặp đầu lưỡi đó là lần gặp gỡ kích động lòng người, quỷ thần cũng không ngờ, cả hai cùng giật mình. Bạn gái của anh cứ đùa nghịch đầu lưỡi anh, Tống Kỳ cứ ngất ngây từng hồi, bỗng anh nhổ lưỡi người yêu ra, để che đậy hành động quá mức thô lỗ, anh giả vờ nôn ọe. Màn giả vờ biến thành thật. Tống Kỳ nôn ọe thật. Bạn gái của anh còn làm gì nữa chỉ có thể yêu anh hơn một tay vỗ vỗ vào lưng anh vuốt lên vuốt xuống từ cái hôn lần đầu tống kỳ đâm sợ hôn trên đường về anh cảm thấy đau khổ thật ra anh thích hôn cơ thể nói với anh anh thích hôn anh cần hôn anh đói nhưng anh sợ môi và lưỡi anh sợ bất cứ ai xâm phạm, cho dù đấy là lưỡi của bạn gái. Có thể không hôn chăng? Câu ấy anh không dám nói ra, nhưng làm gì có tình yêu không hôn nhau? Hôn là nước và không khí của tình yêu, là chất lòng trắng trứng và sinh tố, không hôn, tình yêu sẽ chết. Hôn hay không hôn là cả một vấn đề. Yêu hay không yêu là một vấn đề không bạn gái không có độc tố không có khẳng định không có tống kỳ cảnh cáo mình phải tin nhất định phải tin nhưng sự việc đến nơi đến trước hành vi tống kỳ một lần nữa co lại anh không làm nổi không chỉ hôn bạn gái đưa thức ăn đến tống kỳ cũng lùi xa bạn gái không đụng đũa anh nhất quyết không đụng đũa tống kỳ không tin anh hoài nghi không có thuốc chữa người theo chủ nghĩa hoài nghi ắt phải chết khuôn mặt cứng đơ của anh chỉ có thể là biểu hiện của hoài nghi cuối cùng bạn gái phải chia tay với tống kỳ do bạn gái đề sướng bạn gái để lại cho anh lá thư thư viết anh kỳ đừng nói gì nữa em hiểu lòng anh thật ra em cũng giống anh tình yêu đã cho em dũng khí anh không có dũng khí không phải yếu hèn chỉ có thể nói anh không yêu em tống kỳ dùng ngón tay trò sờ lá thư của bạn gái anh sờ từng chấm anh yêu anh đánh mất tình yêu anh hiểu tình yêu từ mặt trái tình yêu giống như chữ của người mù chỉ có thể sờ mặt trái chữ của người mù mới đọc mới hiểu được tưởng như đấy là điều đã được xác định thật bất ngờ cho tống kỳ anh cầm lá thư của bạn gái khóe miệng đầy nước mắt từ từ ngước lên lau khô nước mắt bắt đầu có cảm giác thật ra là anh đang cười cuối cùng anh cũng được giải thoát bí mật trong lòng mãi mãi là bí mật sau khi làm ông chủ anh nhất quyết tự làm một việc nhỏ chọn người nấu cơm do anh kiểm tra do anh quyết định không bàn bạc với ai khác thật ra ngay lúc đầu chung vốn với phục minh hai người đã bàn kỹ trong trung tâm tầm quất, quyết không dùng thân thuộc. Nhưng chọn đi, chọn lại, cuối cùng Tống Kỳ chọn chị Kim. Cũng may, trong chuyện này Phục Minh không có gì phải tranh cãi với Tống Kỳ mà cũng chẳng có điều gì nhạy cảm. Muốn thế nào cũng xong. Chị Kim phải đi. Phục Minh nằm trên ghế điều trị chân. Nghĩ như vậy. Chị Kim không thể đi Tống Kỳ nằm trên giường tầm quất, nghĩ như vậy. Chị Kim đâu có hiểu tâm tư Tống Kỳ. Về đến nhà, chị vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Đại sự thật sự không ra gì. Chị cũng sắp 40 rồi. Kiếm được một việc như thế này ở Nam Kinh, quả là không dễ dàng. Chị là người nhà quê, chồng và con gái làm thuê ở đông hoàn ở nhà thực sự chỉ còn một mình chị sống một mình cũng không dễ không phải là người trong cuộc thì không thể hiểu nổi bốn năm sau ngày chồng và con gái đi làm thuê chị và chú hai trong thôn tốt với nhau nói tốt cũng không đúng chính xác là chị bị chú hai cưỡng bức lẽ ra chị có thể kêu lên. Cũng không biết ma sai quỷ khiến thế nào, chỉ một thoáng ý nghĩ, chị không kêu. Chú hai, 67 tuổi, cởi hết quần áo, trông như một con lợn. Toàn thân chú hai như có thêm một lớp da, lại hôi mùi mỡ. Chị Kim buồn nôn, chị muốn chết, chị không chống lại nổi chú hai mạnh như một con bò, sợ khiếp vía, toàn thân nổi lành bềnh như con cá chết. Chị chưa bao giờ cảm thấy như thế. Chị vừa sợ, vừa ra sức chống cự. Chị cảm thấy bỉ ổi, buồn nôn, bẩn thỉu, ghê tởm. Người như sắp lên cơn điên, hai người tốt với nhau một lúc, chị Kim khóc sưng cả mắt. Từ đấy, chú hai như hồn ma suốt ngày lang thang đầu làng cuối xóm chị kim hễ trông thấy bóng chú hai là sợ hãi kinh tởm vậy là chị bỏ nhà đi làm thuê thật ra là chị trốn làng xóm khó khăn lắm mới đi nổi làm sao có thể trở về nói gì thì chị cũng không về ở làng quê có ma có đánh chết chị cũng không về tất cả chỉ vì cái con nhỏ đỗ lợi chết tiệt hơn hai mươi tuổi đã đến tuổi thèm khát cái dưới không thèm khát mà cái trên thèm khát gấp đôi chỉ muốn ăn ngon nếu không phải vì mày thì chị kim đâu đến nỗi mang tiếng xấu không biết sẽ rơi vào đâu trời đất chẳng còn lương tâm nào nữa chị kiếm mỗi tháng một nghìn đã ơn trời ơn đất lắm rồi xưa nay chưa bao giờ dám làm món gì ngon cho bản thân chưa bao giờ mất một xu một cách vô ích chị kim là người mà cả đời không sao thay đổi nổi sự nhiệt tình tốt bụng trời sinh nhìn ai thuận mắt là cho người đó ăn nhiều hơn thấy ai không thuận mắt thì bữa ăn cho ít thức ăn đỗ lợi là do chị đưa đến luôn nịnh chị tại sao không cho cô ta thêm thức ăn đỗ lợi nhiều thì cao suy phải ít chị gặp phải cao suy đối đầu oan gia nó là đứa con gái hèn hạ sống muộn gì rồi cũng hư hỏng sự việc đến nước này chị kim đành im lặng không thể đối phó không thể chị kim khóc suốt buổi chiều mặt buồn rười rượi chị nấu xong cơm chiều rồi đưa đi đến lúc quay về chị thu dọn giường chiếu lặng lẽ thu xếp hành lý chị ngồi chờ ở giường đến đêm phục minh về tống kỳ về mọi người đều về chị kim sách hành lý khẽ gõ cửa phòng tống kỳ Chị đặt hành lý xuống, mạnh dạn, hỏi nhỏ Tống Kỳ một câu. Anh Kỳ, anh có còn là chủ nữa không? Anh có còn tác dụng gì ở trung tâm tẩm quất này không? Câu hỏi, chẳng đâu vào đâu, hỏi đúng chỗ đau của Tống Kỳ. Bỗng anh chớp chớp mắt. Buồn bên cạnh là Phục Minh. Tống Kỳ hạ giọng, gắt gỏng. Chị nói gì lạ thế, tống kỳ hạ thấp giọng chị kim không muốn thế bỗng chị cao giọng nói to anh kỳ tôi sai rồi tôi không còn mặt mũi nào làm việc ở đây nữa tôi xin lỗi anh xin lỗi anh minh xin lỗi mọi người tôi chờ mọi người về để nói một câu tôi đã thu xếp hành lý sẽ về quê trong đêm nay tôi đi nhé chị nói nửa chừng thì bật khóc chị vừa khóc vừa nói tiếng khóc của chị rất to chị gào to không còn biết xấu hổ nhà tập thể rộng lớn bốn gian hai sảnh các phòng ngủ lớn bé ngăn bằng vách gỗ tiếng khóc của chị kim ai cũng nghe thấy trừ phi giả vờ phục minh ra anh không muốn ra chuyện này nên để tống kỳ giải quyết anh nói nhiều không hay nhưng ồn ào như thế anh không thể ra phục minh ho một tiếng anh đứng ở cửa phòng tống kỳ nói gần một giờ rồi mọi người đi làm mệt suốt ngày chị không để mọi người ngủ à chị kim để ý phục minh chỉ nhắc chị đừng làm ồn nhưng không bảo chị đi thật ra lời anh nói rất sâu sắc anh bảo chị đi hay là không tống kỳ cũng nghe thấy rõ ràng phục minh giữ sĩ diện cho anh mà cũng trao cho anh một việc khó sự việc thật rõ ràng để chị kim đi hay giữ lại phục minh không muốn phát biểu anh muốn vấn đề này cho riêng tống kỳ phục minh ra mọi người cũng ra theo lối đi chật hẹp đầy người trừ tiểu mã và đô hồng còn nữa đều đứng cả ở lối đi như vậy lại hay chị kim tay che mặt mắt hé nhìn qua kẽ ngón tay chị thấy rõ như vậy lại hóa hay coi như chị muốn đi thì cũng khó chen qua đám người chị kim vẫn khóc vừa khóc vừa kể lể nội dung vẫn chỉ là nhận sai và hối hận kèm theo đó là đòi đi nửa đêm nửa hôm ồn ào cả khu tập thể người mù ván sàn tầng trên kêu cót két người ở tầng trên rất tức giận nếu như vấn đề không giải quyết nổi tầng trên sẽ giúp sức những âm thanh trống rỗng vang khắp nhà hồi âm bên tai phục minh và tống kỳ bỗng tống kỳ tỏ vẻ giận dữ nói to mọi người đã nghe thấy chưa đã xong chưa nào còn để ý đến chung quanh nữa không về đi tất cả về đi chị kim đứng im chị nhìn tống kỳ mặt anh tím tái lại nhìn phục minh mặt anh cũng đang tím tái chị ngoảnh lại bắt gặp ánh mắt cao duy cao duy nhắm mắt lại mở ra nhìn chị kim giữa đám người mù bốn con mắt nhìn nhau bốn con mắt đều rất tự tin đều đang thách thức cho nên không gai gắt cũng may bốn con mắt gặp nhau trên cùng một vấn đề khi ở cửa phòng của mỗi người bốn con mắt né tránh để lại cho đối phương một câu Vậy thì cút đi. Hết chương 13 Thực hiện truyền thể âm thanh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hội nghề mù thành phố Hà Nội Người đọc Phạm Huy Chi